Xin chào các bạn, chào các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm xin giới thiệu cho các bạn về cái module Zigbee CC2530 UART TTL 2.5GHz. Trên tay mình đây là module thu phát RF Zigbee. Cái module này người ta đã lập trình sẵn cái firmware để chúng ta có thể giao tiếp với các cái loại vi điều khiển hay là giao tiếp với máy tính qua chuẩn UART TTL. Mạch này thì có ưu điểm thứ nhất là có khoảng cách truyền nhận khá là xa, lý tưởng là khoảng 250m, và chuẩn truyền sóng Zigbee 2.4GHz, đó là chuẩn dành cho công nghiệp, rất là ổn định. Và điểm đặc biệt nữa là chúng ta có thể cấu hình nó, tức là một module chúng ta có thể truyền ra các cái một mạng lưới các module khác, ví dụ như một con này mình có thể truyền ra nhiều, khoảng 2 con trở lên. Thì cái module này nhà sản xuất đã nạp sẵn cái firmware, tức là chúng ta có thể giao tiếp với lại các cái loại vi điều khiển hay là máy tính thông qua chuẩn UART TTL. Tiếp đến là thông số kỹ thuật. Cái module này sử dụng IC là CC2530, IC có thể lập trình được. Điện áp cấp vào thì các bạn có thể cấp vào chân VCC từ 3 đến 5.5V, và nó có dòng tiêu thụ khá là thấp, chỉ khoảng dưới 30mA, và chuẩn truyền sóng Zigbee là chuẩn truyền sóng Zigbee 2.4GHz. Công suất truyền khoảng 4.5 dB, và cái khoảng cách lý tưởng ấy, tức là không có vật cản, các bạn có thể truyền nó lên tới 250m, và giao tiếp với lại các cái loại vi điều khiển hay là giao tiếp với lại máy tính thông qua chuẩn UART TTL từ 3.3 đến 5V DC. Kích thước khá là nhỏ gọn, kích thước ở đây chúng ta có thể thấy nó là rơi vào khoảng 15 x 31mm. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng. Đầu tiên các bạn phải cấu hình một số cái thông số như là tốc độ bao hay là kênh truyền và kiểu truyền. Ở đây mình sẽ truyền nhận giữa hai cái module này, thì các bạn có thể truyền nhận nhiều module với nhau tạo thành một mạng lưới. Thì ở video này mình sẽ test cái kiểu truyền là 1:1. Thì bước đầu tiên là các bạn cấu hình tốc độ bao. Bước thứ nhất này, các bạn nhấn giữ cái phím key ở đây, nhấn giữ và cấp nguồn vào. Cấp nguồn thì ở đây mình sẽ sử dụng nguồn 3.7V từ pin này, chân VCC từ 3.3 đến 5.5V, chân GND đó. Thì các bạn thấy đèn nó nháy này, thả tay ra và cấu hình tốc độ bao. Thì đầu tiên ở đây mình đang cấu hình là tốc độ bao là 96, các bạn có thể chọn các cái tốc độ bao khác theo cái bảng thông số bên trên. Đây là 14.400 này, các bạn nhấn tương tự theo cái bảng đấy. Các bạn có 8 cái tốc độ bao có thể chọn. Đây là kiểu 2.4, tức là 2.400. Mình sẽ để là 96. Và để lưu lại cái cài đặt này, các bạn sẽ nhấn phím key khi nào mà đèn nó, tức là cả bốn đèn ấy, nó sẽ nháy. Tiếp đến là mình sẽ cài đặt kênh, thì ở đây có 16 kênh truyền cũng hiển thị qua cái bảng LED. Tức là 24 đấy là 16, các bạn tùy chọn các cái kiểu
Thì đây mình sẽ chọn kênh đây, hai cái đỏ này. Và tương tự mình cũng nhấn phím key để nó lưu lại. Ok. Tiếp đến là chúng ta sẽ truyền tức là cấu hình cái kiểu truyền nhận. Thì ở đây có hai kiểu truyền nhận. Tức là kiểu quay to quay, tức là hai module truyền nhận với nhau, hoặc là kiểu truyền podcast, tức là một module trên một một module có thể truyền nhận ra nhiều module, nhưng mà phải truyền tức là cùng một kênh. Thì ở đây mình sẽ test cái chế độ đầu tiên, tức là chế độ voice to voice, tức là hai module kết nối với nhau thôi. Thì đây mình sẽ chọn thì ở cái chế độ này các bạn cần phải chọn một module là một module là A và một module là B. Đây là chế độ podcast này. Đây mình sẽ chọn module này là A này và lưu, nhấn lưu. Ok. Xong. Thì như thế là chúng ta đã cấu hình xong. Chúng ta làm tương tự với lại module thứ hai. Thì về tốc độ bao cấu hình kênh là giống hệt cái module đầu tiên này, nhưng mà cái mình đang chọn cái kiểu chiều nhận là hai module kết nối với nhau, thì cái này là A rồi thì cái này phải là B. Ok. Rồi thì ở cái module này mình cũng làm tương tự, tức là nhấn phím key này, cái nguồn. Đây mình đã chọn là 96 rồi. Kênh truyền là 2 rồi. Đây mình chọn là 2 rồi. Đây. Lưu lại. Chọn kênh thì lúc đấy là cái kia là A, cái này là B. Mình chọn là 2 cái đèn dưới đây. Lưu lại. Okay. Bây giờ tức là hiện tại mình đã cấu hình cho hai cái module này có thể truyền nhận cho nhau. Tiếp đến ở đây mình đã có chuẩn bị một cái mạch phát này và một cái mạch thu điều khiển 4 relay sử dụng chip STM8 để giao tiếp UART với lại hai cái module ở đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối đây. Ok, thì sau đây mình sẽ test thực tế cho các bạn xem. Ở đây mình đã lắp một cái module lên mạch test thu này, và một module lên mạch test phát. Đấy. Truyền nhận bật tắt 4 relay thông qua 4 cái nút nhấn ở bên phát đây. Đó. Thì đầu tiên các bạn cấp nguồn 5V ở hai cái chân này. Thì mình cấp nguồn module phát thì mình có thể dùng sử dụng pin 3.4V cầm cho tiện. Thì ban đầu khi mà chưa nhận được cái tức là module phát nó chưa phát ra tín hiệu ấy, thì là ở cái module thu này nó chỉ cái đèn tốc độ bao nó hiển thị lên thôi. Đấy. Mình sẽ bật module phát đây này. Đấy. Thì khi mà chúng ta đã cấu hình tốc độ bao hay là cùng một kênh truyền nhận một voice to voice đấy, thì là cái đèn ở bên này sẽ nhấp nháy và hiển thị này, bên này cũng tương tự. Mình làm thử lại cho các bạn xem. Tắt đi này thì nó tắt luôn này, bật lên đấy thì cả hai đèn hai bên đều nháy. Rồi mình sẽ tiến hành điều khiển thì ở cái đầu ra được này. Mình đã lắp vào một cái bóng đèn AC này. Đây các bạn thấy, thì vì relay nên là các bạn có thể đóng ngắt AC hoặc là DC tùy vào cái ứng dụng của bạn. Ở đây mình có 4 nút điều khiển 4 relay. Nút thứ nhất này. À, mình bật. Okay, rồi. Nút thứ nhất này. Đấy, bật tắt bóng đèn. Thứ hai. Là relay thứ hai. 3. 4. 1. Ok.
Thì ở đây mình chỉ tức là do điều kiện nên mình chỉ test được cái khoảng cách gần và test cái khả năng truyền nhận, cái chức năng truyền nhận của nó 1:1. Nếu mà các bạn có điều kiện thì có thể test thực tế, thì cái khoảng cách mà lý tưởng nó có thể đạt tới là 250m với cái điều kiện lý tưởng. Rồi thì ở trên đây mình vừa test cái chế độ point to point, tức là một mô đun, hai mô đun truyền nhận với nhau thông qua một kênh truyền. Nếu các bạn muốn tham khảo hay là muốn có cái thắc mắc về cách cài đặt hay là cách truyền nhận của hai cái mô đun này thì có thể nhắn tin hoặc là comment ở phía dưới video, thì nhóm sẽ giải đáp và hướng dẫn các bạn sử dụng chi tiết hơn. Thì ở cái trên cái mạch phát này mình có đưa ra 4 cái chân để lắp Bluetooth. Các video tiếp theo mình sẽ điều khiển qua Bluetooth thông qua điện thoại. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và subscribe cho nhóm để ủng hộ nhóm và tiếp nhận các cái video hay hơn và thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.